Diễm Phạm và Mạnh Quỳnh đến tu viện Khánh An làm điều đặc biệt cho Phi Nhung. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào. Và hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất nam ca sĩ Mạnh Quỳnh và thông tin mới nhất về dỗ đầu của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mới đây, những lùm xùm liên quan đến các nghệ sĩ khiến chúng ta không khỏi thất vọng về tình hình này. Tuy nhiên, tin mới nhất cho người hâm mộ, những ai mến mộ giọng ca của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và dàn hậu duệ là Tuyết Nhung, Trường Sang, Thiên Ngân, Quỳnh Trang, Juno, Mạnh Quỳnh sẽ đứng ra lo liệu tổ chức lễ tiệu tướng cho cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Đối với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là một người bạn diễn trên sân khấu và là người bạn thân thiết mà bất kỳ ai không thay thế được. Và tại sao anh lại chọn tổ chức ở Việt Nam mà không phải là ở Mỹ? Trả lời cho câu hỏi này, anh tiết lộ rằng vì ở Mỹ đã có Wendy lo rồi, còn ở Việt Nam, các con của chị Phi Nhung, Đức Hiếu, Diễm Phạm quá vất vả từ khi chị ra đi, nên dỗ đầu lần này, anh muốn đứng ra lo liệu hết tất cả để giảm bớt gánh nặng cho gia đình của người bạn thân ở Việt Nam. Trong chuyến về Việt Nam, Mạnh Quỳnh có âm thầm đến chùa Pháp Lạc để thăm toàn bộ công trình. Anh cũng mong muốn rằng công trình sẽ được xây dựng thật nhanh để đưa Phi Nhung về lại nơi chôn rau cất rốn được che chở dưới bàn tay của Đức Phật. Mặc dù ở Mỹ, Wendy cũng hết lòng chăm sóc mẹ, nhưng dù sao thì ở nơi đất khách quê người xa xôi cũng không bằng nơi có mẹ chị nằm ở đây, nơi chị đã dành cả thanh xuân của mình để gây dựng nên, đã có vô vàn những đóng góp tốt đẹp cho xã hội này. Quê hương lúc nào cũng là chùm khế ngọt để nơi để con có thể trở về. Mạnh Quỳnh dự kiến sẽ về Việt Nam để tham dự buổi lễ tiệu tường này. Và gần đến dỗ đầu của chị Phi Nhung, Diễm Phạm, quản lý thân thiết của Phi Nhung đã đến tu viện Khánh An, nơi đáng lẽ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm của Phi Nhung nhưng không thành. Khi còn sống, tu viện Khánh An là nơi mà cố nghệ sĩ hay lui tới để tĩnh tâm, tìm về nguồn cội giữa những xô bồ trong cuộc sống, giữa những tai ương không đáng có của Phi Nhung trước đây và Mạnh Quỳnh bây giờ, khi hai người liên tục bị stress nặng với những lời đấu tố trên mạng không đáng có. Hai nghệ sĩ của chúng ta đã chọn cách im lặng. Sự im lặng này nhìn thoáng qua thì tưởng rất nhẹ nhàng thôi, nhưng lại ẩn chứa một điều kỳ diệu vô cùng nhiệm màu mà Đức Phật đã dạy Phật tử tiện lành của chúng ta. Câu nói nghe xong ai cũng vô cùng nể phục. Câu nói của Đức Phật như sau: trong giáo lý của nhà Phật, người ta khuyên không nên để bụng cái sai người ta làm với mình. Có kẻ đã chửi mắng Đức Phật rất nhiều lần, cuối cùng ngài hỏi hắn: nếu có người tặng con một món quà mà người không nhận, thì rốt cuộc ai mới là người sở hữu món quà đây? Hơi lúng túng, người này nói rằng đó là người muốn tặng món quà. Và sau đó, Đức Phật đã kết luận như sau: những lời thoá mạ của ngươi ta không nhận đâu, vì vậy chúng vẫn là của ngươi thôi. Một câu nói tuy rất ngắn ngọt của Đức Phật nhưng đã thức tỉnh được những người hâm mộ như kênh của chúng tôi, hiểu được hết những gì chị Phi Nhung đã làm trong những ngày tháng chỉ còn trên cõi đời này. Chị chẳng nhận những lời người ta chửi đâu, vì thế những lời tiêu cực đó thì vẫn chỉ ở mãi trong lòng những người nói ra mà thôi. Những ai kết năng tức ở muốn xem pha chị thì cứ việc làm, còn Phi Nhung thì vẫn tỏa ngát hương thơm như đóa bạch liên hoa rất đầm lầy vậy. Những người làm chương trình rất muốn lan tỏa những yêu thương lại tốt đẹp này của chị Phi Nhung đến mọi người hơn nữa. Chúng tôi mong muốn rằng những điều mà chị Phi Nhung đã làm lại là nguồn cảm hứng cho rất nhiều việc tốt khác. Ai hữu duyên sẽ biết được những câu chuyện của chị mà bình tâm để sống, để chữa lành, vượt qua những ngày tháng khó khăn của cuộc đời. Vậy nên nếu có thể, hãy chia sẻ video và bình luận những các từ đẹp đẽ ở phía dưới video để đại chúng, những người khởi tâm hướng thiện, tạo nhiều phước sinh hơn. Chúng tôi cũng đã bị rất nhiều bên nói những điều không hay về việc luôn ủng hộ Phi Nhung, bị nói sai sự thật về những gì chúng tôi làm. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng, chỉ cần mình làm những điều tốt cho xã hội, thì chắc chắn sẽ chạm đến được những người tốt. Còn những người tưởng chỉ trích chúng tôi chỉ để thỏa mãn tính cách tiểu nhân của mình, vụ lợi, thì ắt hẳn quả báo sẽ đến thôi, không sớm thì muộn. Theo lời sư cô Thích Giác Hiếu, đến gần ngày dỗ đầu của Phi Nhung, chúng ta cũng cầu mong những điều sau sẽ được viên mãn. Ca sĩ Phi Nhung tên riêng cũng phải viết hoa nhé. Ca sĩ Phi Nhung là một cái Phật tử thuần thành, sống rất là có đạo đức. Trước khi mất thì cô cũng đã đi làm từ thiện. Và trong lúc bệnh thì cô có tu tập nữa, cho nên là cận tử nghiệp của cô rất là đẹp. Theo lời dạy của Đức Phật trong kinh á, thì người làm nhiều việc thiện, cận tử nghiệp cũng tốt, tức là tích lũy nghiệp, tập quá nghiệp, cận tử nghiệp đều lành, thì khả năng tái sanh lên cõi lành là rất cao, thậm chí là tái sanh liền. Cho nên là cô cũng không có phải là bậc thánh để biết cái đường đi lối về của bất kỳ của chúng sanh nào hết. Bản thân cô chết cũng chưa biết đi về đâu, nhưng mà mình có một niềm tin theo đúng lời dạy của Đức Phật, thì người sống có đạo đức, giữ giới đức, làm nhiều việc lành như vậy thì ngay cả khi chết tái sinh lành thì họ cái khả năng tái sinh lành sẽ rất là cao. Thành ra không có cái việc mà cô bị kẹt ở cái giai đoạn thân trung ấm lâu đâu ha. Ví dụ mà cô ấy có làm những cái nghiệp không lành đi chăng nữa thì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện thì nó cân bằng, sau đó thì người ta cũng chọn được một cái cõi tái sanh nó tương thích với cái nhân duyên nghiệp báo của mình.
Cho nên đó là không có cần phải lo lắng cái việc mà người nhiều người lập bàn thờ cúng cổ rồi cổ chạy xô vân vân. Việc nhiều người lập bàn thờ để tưởng nhớ cổ chứng tỏ là cái đóng góp, người ta trân trọng cái đóng góp của cổ cho cuộc đời, cho cả đạo và đời, đúng không? Người ta đây lập bàn thờ là thể hiện cái sự tri ân, báo ân và đền ân, rất là tôn trọng cổ, ghi nhớ những cái sự gì đóng góp cho đời và cho đạo của cô Phi Nhung, đồng thời cũng là gì ạ, tưởng nhớ một cái tài năng cô hát rất là hay, đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho đạo pháp và quần sanh rất là nhiều. Đó là người ta tưởng nhớ một tài năng, tưởng nhớ một cái tấm gương sống đạo đức vì mình vì người. Người ta lập bàn thờ để tưởng nhớ, biểu hiện cái đạo đức biết ơn đền ân thôi, chứ không phải là người ta lập bàn thờ vậy rồi thì ở đâu cúng rồi cổ chạy đến cổ hưởng, đâu có. Cái tái sanh là theo nghiệp của cổ chứ đâu ở đó là hưởng hương hoa bông trái của mình làm chi. Nơi tổ chức lễ thượng tưởng của Phi Nhung sẽ được tổ chức vào ngày 16 và ngày 17 tháng 9 năm 2022, tức ngày 21-22 tháng 8 năm Nhâm Dần. Địa điểm là ở chùa Pháp Lạc, xã Bù Nho, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước. Ban tổ chức sẽ có 5 chuyến xe 4-5 chỗ đến hỗ trợ bà con từ Hồ Chí Minh về chùa Pháp Lạc vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2022 và vào lúc 2 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2022 tại chung cư 1050 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, Mạnh Quỳnh cũng đã đến vườn An Nhiên để tham dự đêm nhạc với vai trò là ca sĩ khách mời. Tại đây, Mạnh Quỳnh đã có những ca khúc, có một đêm diễn vô cùng tuyệt vời đối với khán giả ở đây trước khi anh về Mỹ. Các con của nghệ sĩ Phi Nhung cũng đã có một đêm nhạc vô cùng cảm động. Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Phi Như, Đức Trí, Đức Thành, Juno đã tham gia trình bày các khúc Mẹ ơi mai con về, nghe mà đau đớn lòng. Đây là một chương trình được tổ chức thường niên và năm nào cũng có sự tham gia của cố nghệ sĩ Phi Nhung, nhưng năm nay các con của chị đã thay chị làm điều đó. Thiên Ngân cũng đã âm thầm đến tham dự đêm nhạc lớn nhất của chú Mạnh Quỳnh kỷ niệm 20 năm đi hát của người bạn diễn của mẹ. Rất mong số diễn ở Thái Lan sẽ có mặt đầy đủ các công chúa của Phi Nhung, đặc biệt hơn nữa là khán giả của người hâm mộ nước ngoài và trong nước sẽ ngóng chờ số diễn ở trung tâm Thúy Nga Paris Panay 134 sẽ có mặt của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung biểu diễn cùng chú Mạnh Quỳnh. Và chúng tôi tin rằng chị Phi Nhung sẽ luôn dõi theo bước cùng Mạnh Quỳnh và các con của chị. Đặc biệt hơn, Phi Nhung sẽ luôn hiện diện bên cạnh Mạnh Quỳnh và các con để bước lên sân khấu, luôn luôn hưởng tiếng hát của Phi Nhung mãi mãi về sau. Mạnh Quỳnh có show host từ ngày 27 tháng 8 ở Mỹ do Telechon tổ chức, và Mạnh Quỳnh cũng đã biểu hiện được trạng thái quá mệt mỏi và buồn rầu. Có một tin rất vui là vào tháng 11 năm nay, Tuyết Nhung sẽ được sang Mỹ tham dự một đêm diễn âm nhạc rất lớn. Đây quả là một tin vui trong sự nghiệp của Tuyết Nhung, bởi em đã ngày càng chứng minh được năng lực của bản thân. Dĩ nhiên rồi, buồn thì cũng phải buồn, nhưng mà cuộc sống mình cũng phải tiếp tục. Tại vì cái người đi thì đã đi rồi, người ở lại cũng phải ráng mà sống. Chứ không lẽ bây giờ mình cứ buồn bực hoài, buồn khổ hoài sao? Thì phải cố gắng. Còn cái chuyện mà nói buồn vơi đi thì cũng phải cần thời gian. Chứ không phải một sớm một chiều có thể vơi được cái tình cảm mà của Quỳnh Phi Nhung cũng bao nhiêu năm nay rồi. Cũng như một người thân, cho nên không có thể nào mà vơi đi sớm được. Rồi có cái gì nhắn nhủ đến mọi người mà đang nhớ Phi Nhung không? Cũng mong là tất cả quý vị hãy mình cứ tiếp tục sống, mình sống và làm việc, sống mạnh khỏe và cố gắng giữ gìn sức khỏe, yêu thương nhau nhiều hơn. Vì cuộc sống nó quá ngắn ngủi đi, mình sống nay chết mai mà, cho nên cứ cố gắng đúng sống thiệt. Đúng bằng cái lương tâm của mình. Đặc biệt là đừng nên ghen ghét thù hận nhau.